Hôm 7 tháng 8, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố NATO cần hiểu rõ hậu quả của sự trỗi dậy từ Trung Quốc giữa lúc Bắc Kinh bành trướng sức mạnh trên toàn thế giới, trong đó có những khu vực có thể thách thức các nước thành viên của NATO. Phát biểu trước Viện Lowy ở Sydney, ông Stoltenberg nhấn mạnh, NATO trước nay thường chú tâm đến Nga, nhưng nay thấy rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc đang tác động đến an ninh toàn cầu khi Bắc Kinh đầu tư mạnh vào khả năng quân sự hiện đại. Việc Trung Quốc ngày càng gây hấn, kể cả ở Biển Đông, khiến người ta quan ngại về ý đồ của Bắc Kinh. Hoa Kỳ đã kêu gọi NATO thừa nhận và thích ứng với các mối đe dọa mới, trong đó có Trung Quốc. Bắc Kinh nói, những tiến triển về kinh tế và quân sự của họ không đe dọa các nước khác. Tuy nhiên, căng thẳng đang tăng cao trong cuộc chiến thương mại giữa Washington với Bắc Kinh, và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã tuyên bố muốn đưa phi đạn tầm trung vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương.